Tấm thân nhỏ bé xin kính chào Đại Đình. Chào mừng Đại Đình đến với kênh shop Mr. Pet. Hôm nay mời mọi người tham quan shop mình có cái gì nha các bạn ha. Ok, mời các bạn tham quan. Ủa, bạn đi đâu đây? Ủa, nhà em mà. Ủa, nhà em luôn hả? À? Vậy là do anh tham quan nha. Dạ hả? À. Ủa, chào cả nhà. Hôm nay em đi lộn địa chỉ. Đây là nhà của anh Hoàng. Là sắp sửa mình sẽ giới thiệu đến cả nhà. Đây là cái sở thú. Mà cái sở thú mà mình phải nói là cái sở thú mini về bếp luôn. Mình sẽ cho cả nhà coi đầy đủ cái con vật hết. Mời các bạn cùng theo mình nha. Đó, đây là nhà dưới của anh Hoàng nha cả nhà. Thì nhà anh Hoàng cũng khiêm tốn lắm. Nó có chừng 400-500 mét vuông à. Thì ở dưới đây là cái kho của ảnh. Thì anh không cho thuê thì anh để một cái vàng mà bò sát là mấy em chăn rắn. Mấy em rắn thôi anh ha. Chăn rắn luôn em. Rắn, chăn rắn luôn. Ừ, vậy có hồ cá luôn nè. Có cá luôn, lúc trước mê cá, lúc sau này hết nuôi cá rồi. Ủa, cái con cá mập này là con cá gì vậy anh? Cá nóc hoa ca em. Dòng này là dòng ăn ốc. Dòng ăn ốc hả? Ờ, ăn lép xác được nè, nó thích ăn ốc nè, rồi ăn cua. Có miếng còng, bỏ vô nó vớt liền. Ủa, vậy mình bỏ ngón tay mình vô nó cắn rớt không ta luôn. Đó, dạ rồi, cả nhà đừng bắt chiếc nha, khuyến cáo đừng bắt chiếc tại nhà nha. Sợ chủ không cắn thôi chứ mình là nó cắn chứ nó cũng đã gần trưởng thành rồi các bạn. Size này khoảng chừng 30 rồi. To quá. Thì nếu vậy thì cái giá ngoài thị trường nó tầm bao nhiêu tiền anh Hoàng? Con này thì tùy, cái này là bạn anh nhường lại, bạn anh bán rẻ cho anh, con này có 2 triệu à. Vậy hả? À. Con này có 2 triệu hả? Không, bán rẻ, còn trên hội thì bán mắc hơn nha các bạn. Còn ở dưới là rùa phải không anh? Đúng rồi, rùa này là rùa tai đỏ albino. Dưới rùa tai đỏ albino hả? À, dòng này độc biến nó màu á, chứ bình thường nó màu xanh các bạn. Nên mình cho ăn luôn á. Dạ. Ủa, các bạn ăn luôn, nó ăn mồi chết được luôn các bạn. Nó cũng dễ ăn. Ăn cắm cá được nè. Rồi ăn mồi chết, cá con này nọ được, nói chung là tôm mình lột vỏ ra mình quăng vô cho nó ăn thôi. Ok anh. Đơn giản vậy thôi. Ừ, đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi vậy chừng nào mình mới được ăn nó? Chừng nào mình mới được ăn nó? Chừng nào mình mới được ăn nó anh? Cái này là hầm thuốc bắc là bất tử á. Làm thuốc bắc luôn cả nhà. Nếu mà mua về hầm thuốc bắc để làm nha. Được mà anh giỡn hoài lại lên YouTube mà nói gì chết luôn. Con này là ok mượn em coi coi. Này mai nó cứng nha các bạn. À, con này nè các bạn thấy không? Đây là rùa tai đỏ mà albino nha. Mắt màu đỏ luôn. Mắt đỏ luôn. Thì nếu mà như vậy thì cái giá thành mà mấy em này bán thì độ khoảng tầm nhiêu? Thì nói này nó hơi tế nhị trên YouTube nhưng mà anh có thể báo trong cái khoảng để mọi người biết. Bây giờ thì nó rẻ hồi đó mắt em, bây giờ nó rẻ anh mới mua số lượng. Ngày hồi đó một con này mười mấy triệu á. Nó mười mấy triệu luôn. Bây giờ còn vài triệu à, nó cũng rẻ nhiều à. Con rồi. Này là dòng khác nè, cái màu nó lợt hơn em thấy không? Màu lợt hơn. Nó gọi là Lubino. Lubino. Con này là Albino. Albino. Đó, cái màu nó lợt hơn, vàng rồi. Là vàng lợt, vàng cái pha trắng á. Rồi ok. Nếu như mà cả nhà mà có nhu cầu mà mua những cái con rùa như vậy nè, thì hãy liên hệ trực tiếp cho anh Hoàng nha. Lát hồi mình sẽ để cái số điện thoại của anh Hoàng trên cái video này luôn. Thì ở đây không phải mình quảng cáo đâu, nhưng mà ai mà mê rùa thì cứ vô đây. Này phong thủy tốt mà. Phong thủy hả? Ừ. Ủa chứ tao nói nuôi rùa chậm như rùa mà sao phong thủy tốt hả anh? Tứ linh mà em, long lân quy phụng mà. À, tức là nuôi mà để cầu cái sự trường thọ đúng không? Long lân quy phụng. Rồi ok, vậy là ai mua về mà đê mập mập thịt luôn, vài bữa em xin con về thịt. Ủa em thấy mấy cái hộp này quá trời là đựng gì trong đây anh? Đó là toàn bộ là mình chơi rắn ở bên. Rắn hả? Ờ. Dạ. Ủa sao? Là... Đó. Mấy con phiêu thân quá trời luôn ha. Tại vì anh bỏ cam vô cho mấy con dán Gubia nó ăn á. À. Đây là con rắn sữa. Rắn sữa hả? Rồi là meal snack. Dòng này giống như rắn san hô á. Okay. Nhưng mà nó không có độc. Không có độc ha. À, nó y chang san hô, nó giống như là ngụy tạo thành giống san hô. Đẹp quá. Đúng rồi, như cái màu như san hô vậy anh ha. Rắn san hô thì rất là rắn độc. Sữa. Anh còn những cái con nào mà chiến hơn nữa không? Có chứ. Thì Việt Nam mình thì chơi ba dòng. Dạ. Rắn sữa, rắn ngô và rắn king. Ok. Thì có đủ ba dòng. Anh cho em cái con nào dữ hơn nữa coi, con albino á, em không biết cái con albino á. Albino, rắn albino hả? Ok anh. Rắn albino thì để đây. Mình cho lên đây luôn. Đó, rắn albino là con king á, thì con này thì nó dòng này nó thuộc dạng dòng dữ, nó sẽ ăn rắn. Rồi dạ. Ừ. Thì nó cắn em xong. Không cắn thì không cắn, nhưng mà nó thấy rắn là nó bút luôn. Trời. Ghê quá. Nhưng mà nó được cái nào nó ngầu. Đó anh nuôi vô những cái thùng này rất là an toàn nha cả nhà. Chứ không có mà nó sổng nó đâu ha. Chứ có sổng mà anh? Có chứ. Mình ơi trời giỡn ngoài em mới giới thiệu không sổng vậy. Nó sổng sao ai dám nuôi. Mình quên đậy thôi. Mình quên đậy nắp là nó sổng. Trời em này đẹp quá cả nhà ơi. Con này là Albino Calikin. Ui nó đớp em sao. Em này đẹp quá. Con này tuổi trưởng thành rồi. Con này là 5 năm tuổi. Để mình nuôi sinh sản được không anh? Được. Anh cho sinh sản luôn ha. Ừ, nhưng mà cái đó cái duyên, tùy duyên. Mấy em này cái giá thành cao không anh? Không, giờ rẻ nhiều rồi. Hồi đó mắc giờ rẻ. Trời ơi, đẹp quá. Con này là con đực.
thì nó hơi ốm hơn con cái một chút. Dạ. Con cái nuôi 7 năm. Không sao đâu, anh nó, anh nói là rắn này hiền lắm, không sao đâu cả nhà. Nhưng mà lát hồi quay qua quay lại thấy tay mình xịt máu là tại nó đó. Thì cái đầu của con King này á, là cái đầu nó là của đầu của dòng họ King Cobra rắn hổ mang á. Cái đầu rất là bự so với con rắn ngô nè, anh coi. Cho nên là mày nhiều bạn chơi, mấy bạn thích gì vậy? Nuốt rắn được luôn phải không anh? Nó cắn rắn á, cắn rắn luôn nè. Trời ơi, cái đầu to lắm nha cả nhà. To to né né là cắn á. Cái đầu nó to hơn con ngô. À ngô. Con ngô đầu nhỏ xíu à. Đúng rồi. Cái đầu này mấy bạn chơi lâu năm á thì sẽ thích, tại cái đầu nó dữ. Cái đầu nó hầm hố quá. Rất là hầm hố nha. Rồi ok, thôi cho vô đi, vàng rắn ghê quá. Giờ đi qua cái món khác đi nuôi anh cho vô cái vàng rắn này, gặp em nữa, em người sợ rắn nữa. Dạ. Dùng mấy con này em đâu có dám bóc đâu. À có con này cũng tuyệt chiêu lắm nè. Ve nữa hả? Khỏe nữa. Cho ve ve dữ hả? Đâu con nào? Đây là cho cả nhà xem luôn. Đây, đây là con cát cát. À rắn cát, à chăn cát. À chăn cát hả nha. Nào giờ không biết luôn nha. Đây. Là sống trong cát hả anh? Đúng rồi, con này ở sa mạc sống trong cát. Đó cả nhà thấy không? Này là chăn, này chăn là chăn cát mà nó đã đạt mắt sai rồi. Ủa sao nhỏ xíu mắt sai à? Con này con đực nhỏ, dầm mày dầm nhỏ mà sa mạc mà đâu có đồ ăn nhiều đâu mà lớn nổi. Vậy mấy em nhỏ thì dù thích mình nuôi cái này đâu có hại gì đâu hả? Đâu à, không có độc. Không có độc hả? Con này thì mấy bạn nước ngoài chơi set up kiểu như cái hồ trang trí thì cát rồi cây cối này nọ đồ dạ. Nhìn nó feel hơn. Dạ ok. Còn mình nuôi công nghiệp thì mình nuôi vậy thôi. Thôi cái dàn chăn rắn thì mình đi sơ qua vậy thôi chứ em nhìn em sợ quá, nãy giờ em quýu luôn, em đâu có dám đụng đâu. Dòng này thì nhỏ, không hiền lắm thấy chứ. Đó cả nhà thấy không? Ghê lắm. Thôi không chơi, qua một khác. Cưa quá trời làm gì anh? À cái này lót cho rắn đó em, cái này anh xử lý rồi để dùng làm cho lót rắn. Còn cái này mà xài cho mấy con hamster đồ cũng được đó không anh? Không, cái loại này cao cấp hơn em. Cao cấp hơn nữa hả? Cao cấp hơn. Nó không có bụi. Không và có bụi. Nó mềm hơn, nó êm hơn. Ủa vậy em làm cấp. Em bỏ vô gối em làm bữa ôm em ngủ được không ta? Được. Được luôn hả? Quá êm rồi, luôn. Để em sẽ chế đây, cái liệu em là dòng dăng dòng này rồi là chăn mini. Chăn mini hả? Bon, Viton. Thì cái dòng này rất là nhiều màu sắc, nó khoảng 6.000 màu á, trên thế giới người ta chơi mấy nước trước phát triển người ta chơi rất là dữ. À thì em cũng được biết là tại vì nó cuộn là tròn vậy mới kêu là chăn bon đúng không anh Hoàng? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà mấy em này là cũng rất là hiền phải không anh? Siêu hiền rồi. Chỗ cưng quá. Nó nhát nữa. Mấy màu này đẹp quá. Thì mắt size nó khoảng chừng mét rưỡi đổ lại thôi. Dạ. Thì em là người thì không có, em sợ rắn lắm, em không có em nhát lắm mà em thấy mấy con này em sợ quá, em run quá, quýu luôn á. Ai cũng nói vậy rồi, sau đó dính luôn. Trời ơi, chịu không nổi luôn. Nhiều màu quá. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Size này thì chưa gần sinh sản thôi. Còn gần sinh sản nữa. Ha. Nhưng mà ở này Việt Nam mình có ai cho sinh sản được chưa? Còn có mấy bạn chưa? Hiện tại thì mấy bạn chơi cũng đã sinh sản nhiều rồi. Vậy ha. Nhưng mà những dòng thường thôi, những dòng cao cấp á vài 30 triệu thì mấy bạn là mấy dòng này là thuộc dòng cao cấp chưa? Chưa, chung dạng, dạng chung thôi. Dòng chưa cao cấp có một bạn ở Việt Nam mình nhập về một con 101 triệu á. Nhưng mà anh đầu tư hết cái vàng chăn rắn này tốn nhiều tiền không anh Hoàng? Khoảng 300 mấy á. Trời ơi. Đam mê, đam mê. Đam mê quá. Nhưng mà anh có chia lại không? Hả? Anh có chia lại không? Có chứ, bình vẫn thường. Chia ha. Đó cả nhà thấy. Tại vì anh cứ đầu tư vô hoài à, mình nhìn mình thấy mình cũng thương. Mình trải nghiệm, trải nghiệm. Trải nghiệm nữa thôi, đừng trải nghiệm đâu nội. Bây giờ tức là em thật sự luôn á, em cũng thương ảnh, anh đầu tư quá trời luôn. Mà anh chị em nào thích thì vẫn chia lại nha, nhưng mà chia hơi mắc một chút chứ anh không có chia rẻ đâu. Thôi bây giờ đi lên đầu với mình nha. Khoan, con Dubia nữa. Dán Dubia nữa hả? Đây cái mô hình này cũng hay các bạn. Mình nuôi cũng thành công á. Ủa vậy chưa lên, còn Dubia nữa. Ông chưa cho lên, nhà bự quá. Đây là khu vực mình nuôi dán Dubia các bạn. Đây dán Dubia của ảnh hả? Dán này anh em do cá rồng với lại những cái con bò sát ăn thì rất là tốt, anh em sử dụng rất là nhiều. Okay. Nuôi cũng đơn giản mà hiệu quả kinh tế hơi bị cao các bạn. Dubia. Rồi sẵn đây thì ở trên cái kênh của Bình Cao á, mà có ai mà nuôi cá rồng hay là dễ gì anh? Bò sát. Bò sát, chim. Mà chim đồ á, mà muốn mà bổ sung cái dinh dưỡng á, mua dán Dubia thì hãy liên hệ trực tiếp cho anh Hoàng. Cái này mình bán tính ký hay sao anh Hoàng? Tính anh em mua một lạng mình cũng bán nữa. Một lạng thì khoảng nhiêu tiền Hoàng? 100.000 à. Một lạng là 100.000 nha cả nhà. Thì cái này dòng cho mấy dòng chim đột biến cao cấp như mấy con bạch tạng á thì người ta ăn bổ sung chất nhiều, tại bổ cái hàm lượng dinh dưỡng nó là protein nó gần bằng thịt bò luôn. Thì hôm bữa em có coi một cái video của anh Hoàng á, là anh có ảnh ăn cái con dán Dubia này luôn cả nhà, tức là nó rất là sạch. Nhưng mà ảnh ăn rất là sạch, thì mà sau khi ảnh ăn á thì em không biết, nhưng mà thấy mấy bữa sau là không gặp được ảnh thì không biết, nhưng mà sổ ăn lại, sổ lại, đi sổ lại. Đi sổ lại. Không, nói giỡn thôi. Cái này á là anh chị em nào mà muốn mua về thì qua cái kênh của Bình Cao, mà muốn mua số lượng mình vẫn có không anh?
nói chung là nó đẻ cũng chậm em, ví dụ như phải một tháng vậy anh chia cho cái mối của anh cũng một mỗi người một ít à, mối rồi mình, hả? Vậy cũng chưa có cái số lượng nhiều để cung cấp thị trường đúng không? Đúng rồi, ví dụ mấy bạn lấy 1-20 kg sợ bị kẹt, ví dụ như 5 kg từ từ rãi từng tháng cho okay. Anh thì được. Thì anh chị em nào mà cứ lấy 100-200 gram á trong vòng khu vực mà nội thành thì sẵn sàng ship cho anh chị em nha. Thì có gì anh Hoàng đọc cái số của anh Hoàng luôn để mà ai mà mua số này ra. Là 0909588992. Rồi ok, đó là số của anh Hoàng nha cả nhà. Rồi bây giờ còn khu vực khác nữa anh Hoàng ơi. Ok đó. Đi lên lầu đi. Thách ok anh rồi. Dạ con hôm nay con xin phép con đốt cây nhang cho bác, là xin bác phù hộ cho cái clip của con nó được 1,000,000 view. Con cảm ơn bác nhiều lắm, nay con ghé thăm nhà bác. Rồi cảm ơn bác rất nhiều, con đi bác ơi. Rồi đây là khu vực lầu 1 của anh đó em. Thì khu vực vô đây luôn, bắn vô đây luôn. Rồi mình đang ở trên cái lầu 1 mà đang ở khu vực mà nuôi cái con gecko thằn lằn da báo. Thì mình xin nói cả nhà, thì cái nếu mà ở đây chỉ một phần nhỏ thôi, tất cả cái lầu trên anh Hoàng là chủ đạo về cái thằn lằn da báo này và anh rất là mê cực kỳ mê luôn. Và tôi nói nếu mà anh đứng thứ hai thì chắc không ai đứng thứ nhất. Không đòi đâu, đời em nuôi đâu vậy. Mấy ngàn con hả? Mấy ngàn, nhưng mà Việt Nam mày sao rộng lớn lắm em, nói gì chết anh á. Nhất khu phố thôi. Nhất khu phố của anh thôi. Ừ. Khu phố này có ma nào nuôi đâu thì nhất đúng rồi. Rồi. Thì thôi, gì không. Thì rộng. Anh khiêm tốn á cả nhà, chứ thực sự trong cái nhà này chắc phải mấy ngàn con. Nhưng mà mình thì chưa có biết cái người nào nuôi nhiều hơn. Nếu mà anh chị em nào biết cái người nào nuôi nhiều hơn thì hãy bình luận ở bên dưới đi. Mình sẽ đến đó mình quay mình kiểm chứng cho cả nhà xem, chứ hiện tại giờ mình thấy anh Hoàng là trong nhà anh nuôi mấy ngàn con. Thì ảnh là người nhiều nhất rồi. Rồi bây giờ anh cho em coi mấy cái con nào gecko để cả nhà biết cái con gecko là con như thế nào nha. Ok, đây là bây giờ size của mình là size sinh sản hết rồi, âm trứng rồi. Nói như con này có trứng cầm lên là biết có trứng rồi. Đó, có hai cái trứng. À có cái trứng nè cả nhà. Hai cái trứng trắng đây nè. Đó. Hai trứng này bây giờ mình bỏ vô phối. Bỏ vô phối ha. Ừ, có kiếm được bỏ vô. Cắn không anh? Cái dòng này có cắn không anh? Hiền, siêu hiền luôn. Dòng này siêu hiền á. Anh có con nào bự bự không? Em phái con nào bự bự nhất á. Thì bự thì thường là đực nó bự hơn cái. Bự thì ở trên lầu. Đây là cái con thằn lằn da báo cả nhà, mà người ta gọi là cái con gecko. Thì cái con này nó rất là thân thiện, trẻ em rất là thích. Thì nếu như các bậc phụ huynh nào á mà muốn cho con em mình chơi á, thực sự bỏ vô những cái hộp di tân như vậy nè. Nó rất là gọn, không cần đèn gì hết. Không cần đèn, nuôi rất là dễ nha. Con này hoạt động về đêm. Tại mình cũng có tìm hiểu nên mình sẽ nói ra để cho nó nhanh, tốc độ nó nhanh. Cái video này rất là dài nên anh chị em hãy theo dõi cái video của Bình Cao, đừng có lướt qua. Đó, cái này nè. Những cái con này nó rất là thân thiện mà nó rất là dễ nuôi, mà nuôi rất là dễ. Ăn một tuần thì chắc cho ăn như anh. Ngày con này sai này thì ngày ăn ngày nghỉ. Ngày ăn ngày nghỉ. Ừ, cứ khi cỡ này nhịn đói một tuần cũng không chết nữa. Nhịn đói một tuần không chết luôn cả nhà. Nên rất là nuôi rất là sướng và rất là hiền, cho con cái mình chơi rất là dễ. Thì những cái mọt này thì cái giá thành nó khoảng bao nhiêu tiền? 700 ngàn em, bây giờ nó rẻ. Hồi đó anh nhập, hồi đó lúc mà anh mới chơi nhập con này là 7 triệu nè. Trời. Bây giờ còn có mấy trăm ngàn. Trời ơi, nhập 7 triệu giờ còn mấy trăm ngàn. Thì nó rất giá. Con này gọi là màu gì anh? Con này là White. Phóng. Con này là Super Radar. Super Radar. Hồi đó hiếm lắm. Mà nó bán 7 triệu nó phải bán hết mấy con kia cho mình đó. Nó bán mấy con kèm trẻ em gọi là mấy con. Tức là muốn mua con này là phải mua nguyên một bộ luôn á, mua hết một đám luôn á. Rồi, đó cả nhà, bây giờ nếu như anh chị em nào mà muốn mua con này bây giờ anh bán cho chắc 1,000,000 mấy thôi. Mấy nhiêu? Khoảng 1 triệu, tại con này đang âm trứng thì nó mắc hơn mấy con đó đang âm trứng. Đó, anh chị em liên hệ ngay nha, cái video này luôn nha. Có Bình Cao, ảnh mới bán cái giá này thôi nha. Tại vì cái này về miệng liền á, phối cái liền. Là miệng liền. Rồi bán con này cho khách đi, tại vì coi trên video của Bình Cao, ai mua bán cho 1,000,000 mấy, bán luôn, nói thật sự luôn. Liên hệ ngay cho anh Hoàng, mình sẽ để số điện thoại lên đây cho cả nhà xem. Rất là ok. Con nào bự nhất đâu anh Hoàng, đưa cho em xem. Bự là trên lầu trên em. Rồi ok, bây giờ lên lầu nha. Này. Trời ơi, lên lầu 2 nghe tiếng chó sủa quá trời luôn cả nhà ơi. Đây đúng là bộ môn của mình luôn rồi. Này. Chihuahua. Dàn bé siêu khủng. Có người trả 7 tỷ anh chưa bán em. 7 tỷ hả? À, nguyên bài 7 tỷ chưa bán. 7 tỷ. Tại vì người ta mua luôn chuồng á, mà cái chuồng là cái nhà của anh bán được. 7 tỷ mua luôn cả nhà. Trời ơi, mất miệng luôn, 7 tỷ nghe mất cười quá. Nhưng mà rất là dễ thương cả nhà ơi. Đủ màu luôn. Trời ơi, quýnh lộn luôn. Chihuahua nha, cả nhà. Nó bụng là bụng. Giống như là bây giờ là mình gọi là cái thảo cầm viên mini nằm hết trên nhà ảnh. Nhà nó có 5-7 tầng lầu à, mà hết luôn. Bây giờ cái tầng thứ hai này á là nuôi Chihuahua. Hiện tại có nhiêu con Chihuahua anh? 9 em. 9 con Chihuahua hả? À. Đủ màu luôn nè. Đó anh cameraman quay cho thấy cả nhà thấy mấy em Chihuahua rất là dễ thương nè. Giờ đang ăn nè, tới giờ ăn của nó nè. Đang tới giờ ăn luôn hả anh?
đó đủ màu luôn, con vàng rồi. Chuẩn bị mình đi thi các bạn, thi Chihuahua của bạn Quốc Toàn đó. Thôi, em này sẽ lên vài bữa chủ nhật tuần sau thi ha. Đúng rồi, chủ nhật này chứ. Thi chủ nhật này luôn hả? Ok, 54. Bé này đẹp quá anh ơi, em ôm bé này được không, cắn không? Được, thì em sợ gì. Trời ơi, cái đen em cũng sợ đây, con này cái địa gì. Bữa em phối con kia, con chó kia cả nhà. Hiền lắm, không cắn đâu em. Quất cái em chích 5 mũi. Hiền lắm. Xui thôi. Xui thôi. Trời ơi, cưng quá cả nhà ơi. Đây gọi là màu bò sữa. Màu bò sữa là chùm về bình cao luôn rồi. Đó, bình cao chưa bùn phá, mình rất thích màu bò sữa. Mảng màu em này rất là đẹp nha. Mảng màu chia đều nè. Hai phần lỗ tai hai bên đi màu đen nè, ở giữa kẻ vẽ màu trắng. Con này con cái thực sự là em gái rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp luôn á. Cái tơ. Trời ơi, cái tơ luôn. Bao nhiêu người hỏi mua rồi mà anh không bán. 7 tỷ. 7 tỷ. Mày là mua luôn căn nhà. Rồi ok. Chiên qua. Cưng đó, anh đang ăn cơm kìa. Ủa mỗi lần ăn cơm là phát như phát vậy luôn hả anh? Ừ. Ủa tôi nấu bánh lộn sao? Không có bánh lộn. Chó nhanh là không có lộn gì cái gì. Không có lộn hả? Ừ. Đó. Hồi nãy lên mới thấy can đó cả nhà. Can là do dành giỡn với nhau cọc. À giỡn. Giỡn cọc chứ ăn không có lộn. Ok. Chỉ giỡn á, giỡn không vừa ý á, chứ còn ăn không vừa bánh lộn á. Ăn phải ăn chung, ăn riêng nó không ăn. Dạ. Ác gì á. Đó. Ok anh. Rồi ok, thôi mình đi qua khu khác đi, để okay. Mấy em ăn đi. Rồi. Đây là cái khu mà đây những con, cái chị nãy chị dọn ra cho những cái con gọi là có trứng nè. Đây cho các bạn coi trứng của Lê Bác Cái Cô. Cả nhà thấy không, cái anh cameraman ảnh lìa qua. Ở đây có bao nhiêu ngàn hộp. Cả nhà không thấy nè, còn trong đây nữa nè. Anh vô anh chiếu đây sơn, cái sơ sơ ngoài đây thôi là thấy rồi, rồi đứng ngay đây thôi. Đó còn một dãy ở trong nữa và ở trên đầu nữa cả nhà thấy không. Còn cái dãy trong đây nữa. Đó anh chị em thấy không, ảnh nuôi rất là nhiều gecko mà hồi nãy là Bình nói á là anh đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất thì anh nói anh khiêm tốn mà nói thôi được rồi vậy thôi được Bình ơi. Nhưng mà sợ anh nuôi rất là nhiều, anh rất là mê gecko. Cái thời điểm mà nếu mà đỉnh điểm về gecko á anh làm á, một tháng anh thức ra thị trường thì khoảng được bao nhiêu con bạn? À, không biết anh sức cũng theo năm á khoảng vài ngàn con em chứ tháng thì không biết, tại vì con này có vô mùa phải như cá. Vài ngàn con luôn hả? À. Ok, thôi vậy ngồi xuống đi. Đây là trứng Lê Bác Gecko các bạn. Đó, trứng của Lê Bác Gecko. Cái trứng thì nó chỉ nhỏ bằng khoảng chừng cái lóng tay của Bình thôi. Đó có lóng tay một trứng. Cái trứng này nhìn rất là bé bé xinh xinh. Này ấp phải 30 đến 60 ngày mới nở cũng chua cay. 30 đến 60 ngày hả? Ừ, đây là đang vô mùa. Dạ. Thì mình bán theo mùa thôi. Rồi đâu anh cho em coi con bự, em chỉ muốn coi con bự à, nhất của anh thôi. Bự nhất thì anh không có để ý con nào bự nhất em tại giờ. Nhưng mà có con này của anh á thì dạ. Người bạn anh chia lại cái này khoảng 7 năm tuổi rồi. Chỗ. Con này là bạn anh chia anh lại. Là để làm kỷ niệm luôn hả? Ừ. Con này là dòng phát teo. Dòng phát teo hồi đó nó mập lắm, 140g á, anh rút lại cho nó ốm lại. Béo phì hả? Ờ giờ còn khoảng 90g mà hồi đó nó 140g. Trời cả nhà ơi, mình sợ mấy con bò sát này lắm á, cực kỳ sợ, không có dám đụng cả nhà ơi. Tôi sợ lắm luôn á. Nhưng mà tại vì quay video mà hy sinh cho cả nhà thôi á nên tôi mới đụng vô mấy con này, thực sự tôi rất là sợ. Đó cả nhà thấy không? Cái bàn tay của mình nè. Đó, coi con này thôi nha, đừng có soi mói gì đó. Hồi nhiều người lên cái nói trời, Bình đeo chiếc nhẫn, phe nhẫn, em có phe nhẫn nha. Rồi, dài 20 mấy cm luôn cả nhà, rất là bự, màu này rất đẹp. Màu này, màu hồi nãy nói màu gì anh? Con này là sô-cô-la, cái đó là pastel, cái này là Oreo. Này, con này là Lê Bác Gecko. Trời ơi, Lê Bác Gecko. Thì cái màu nó tươi hơn. Nếu mà nuôi bự mắt size là nó sẽ như vậy ha anh? Tuổi đời bao nhiêu năm anh? Con này thì tuổi đời, ở Việt Nam mình có bạn kia cũng nuôi 7-8 năm, cũng chưa sinh dê. Vậy là nuôi mười mấy năm vẫn sống bình thường ha, làm bạn thân thường à? Ở ngoài tự nhiên nó 10 năm thôi. Dạ. Tự nhiên đó nha, còn mình nuôi điều kiện tốt, ăn uống này nọ thì chắc còn hơn. Thì chắc một dành phút quảng cáo cho mấy cái con này quá. Cái nhà nuôi đi, rất là dễ thương. Rất dễ là nuôi, dễ nuôi, đỡ tốn kém, chỉ bỏ vô những cái hộp di tân này. Nuôi mà ra bự đẹp không? Rồi cho con cái mình xả stress sau những cái giờ mà học tập căng thẳng. Thì thay vì đi chơi, ở nhà bắt mấy này ra chăm cho ăn. Mà vừa con mình vừa yêu mến động vật nữa. Rồi là cái là cai điện thoại được luôn á. Cai điện thoại luôn, ghiền thiệt luôn á. Em là người sợ mấy con này lắm luôn á. Giờ đường tay chân em run gãy luôn nè. Em sợ lắm luôn á. Thôi chỗ vô đi anh, em sợ quá. Okay. Rồi ok anh. Thì bây giờ mình qua khu khác đi ha. Qua khu khác đi. Cái nhà okay. Như cái thảo cầm viên vậy á. Đi phải lẹ cả nhà ơi. Làm lẹ lắm. Mọi cái video đừng có bỏ lỡ cái phút giây nào nha cả nhà. Đừng có rồi, quá nhanh ra nha. Đây là mình có con okay. Này cũng hay lắm. À, kính. Trời sâu quá trời luôn kìa. Đây. Đâu con nào. Vô. Bấm vô đây luôn. Đây là con Savannah gọi là kỳ đà châu Phi. Châu Phi hả anh? Cắn không anh? Không, mình đã nuôi thuần rồi. Nuôi thuần hả anh? Con này cái này phải nhập chứ, Việt Nam mình đâu có giống. Đúng này rồi. Không anh? Cái này của châu Phi em. Của châu Phi hả?
Wow. Con này massage được mét 2. Massage mét 2 cho em bới được không? Được. Trời ơi, em này 3 ký mấy á? 3 ký mấy hả? Ừ. Đó, tối quá đi vô đây cho nó sáng sáng một chút. Em đứng vô đây nè, đó. Cả nhà thấy không cả nhà? Con này chưa trưởng thành. Chưa có trưởng thành nha. Chưa đặt tối ưu nhưng mà size này thì đã đẻ được rồi. Trời em nhìn mấy con này em sợ lắm, em không có dám đụng cả nhà ơi. Ghê quá. Mềm. Nếu mà có con này mà anh chị em mình muốn nuôi mà cái dòng mà nó hổ báo một chút mà mình có thể hù được người ta á, mấy chị em chị nữ sợ á thì nuôi con này. Đúng thả rồi. Ở nhà quách lắm. Con này thì nếu mà hồi nhỏ mình nuôi thì cái giá thành nó khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng triệu mấy anh, lúc đó bạn này bạn mua con Barbie của anh đó khoảng chừng 10 xăng à. Nó khè kìa, nó cắn không? Không không. Nó 10 xăng là mũi. Vô đi. Là mũi hả? Bạn nó nuôi được gần 2 năm mà nó ra vậy nè. À. Rất là đẹp nha cả nhà, gần 2 năm nha cả nhà. Rồi, cũng thân thiện quá ha. Ừ. Không, tại vì bạn nó nuôi thuần á, có nhiều con mấy bạn nuôi không thuần nó sẽ không được như vậy. À vuốt luôn á hả? Ừ. Bạn nó nuôi rất là một hay. Triệu mấy một con lúc mà Barbie nha cả nhà. Anh Hoàng có bán cái dòng này không? Thì em năm nay anh không có bán à. Không có bán hả? Nhưng mà nếu mà anh chị em nào order thì vẫn được phải không? Năm nay bị dịch quá không có nhập về được em. À. Rồi vậy nếu mà gom lại 5-7 người thì mười mấy người order cái lát đi, còn con này con gì? Con này gọi là Banitel. Banitel hả? À. Con này thì ít người chơi. Ít người chơi hả? Tại vì nó không đẹp lắm. Thôi ít người chơi thôi đi lên đi chiếu công rồi cả nhà coi. Họ không chịu mình làm nó là tốc độ hay. Rồi ok qua khu khác. Rồi đây là lầu 33 nha cả nhà. Ê lộn, đây là lầu 3 nha. Lầu 3, đây là cái khu mà anh nuôi là về những cái con gồng Úc. Rồi có những cái con chăn nữa. Nhưng mà mấy bữa nay thấy anh Hoàng có thêm cái đội màu mới. Tức là anh nuôi những cái con gồng Úc cực kỳ mê. Chuyển qua anh lại mê gồng Úc. Chắc kỳ này anh bỏ gecko quá. Không, này chơi thêm. Chơi thêm nữa hả? Ừ, chơi thêm. Anh đâu gồng Úc cho cả nhà xem con gồng Úc là như thế nào anh? Gồng Úc thì thế giới. Đâu bắt ra coi. Đây là con này, những con ê xin lỗi con. Maxai. Maxai của gồng Úc. Con này 53 cm á. Mình không biết tại sao nó dài mức độ khủng hoảng vậy. Trời to quá. Mà Nam người nó gai ghê quá anh. À, nhưng mà nó ở sa mạc mà. Để gai thì chống thoát nước. Chống thoát nước. Đó cả nhà thấy không? Đây những cái gai này á, mình thấy cứng nhưng mà thật sự mình rờ vô được nha cả nhà. Mình rờ vô được chứ không phải là nó cứng mà cứng cực kỳ cứng ngắc không có đâu. Này, không phải có chảy máu đâu. Đó. Đó em giữ nè. Em là người rất sợ bò sát luôn. Con này nó em. Em sợ lắm mà hả? Thì em cũng phải ghé em gờ để em làm YouTube cho làm cái video cho cả nhà coi, nên coi nếu mà thấy hay hãy chia sẻ cũng như bấm nút đăng ký kênh Chạy Chó Bình Cao để em có động lực em gỡ những cái con bò sát khác cho cả nhà xem nha. Trời ơi, hai con mà hai cái màu em thấy cái màu này gọi là màu gì anh? Màu trắng gọi là zero. Cái màu này thì mắc không? Rồi, con này thì bây giờ thì cũng là tương đối là rẻ rồi. Còn phân nửa giá hồi đó là con này khoảng là mười mấy triệu, bây giờ còn khoảng 10 triệu. Hồi đó khoảng 15, 16. Hồi năm ngoái thôi, mới năm ngoái thôi chứ không phải là năm nay. Năm không nay nhưng mà đó. Đúng là nếu mà để bỏ cái số tiền mà 10 triệu ra để mà mua cái con này thực sự rất là xứng đáng cả nhà. Nó rất là độc, một con thú rất là độc. Không biết là trên cái YouTube á, anh chị em có xem, có biết được cái con này chưa? Thì có thể nếu mà lần đầu tiên, nếu thấy hay thì hãy bình luận bên dưới nha, cho Bình được biết nha. Đây là con rồng Úc, tên tiếng Anh là gì anh? Bearded Dragon. Bearded Garden hả? Ừ. Rồng râu á. Rồng râu. Có râu dưới đây nè. Ừ, hàm râu á, nó gọi nó là rồng râu. Ủa nó cắn không? Không, nè. Đó, cái phù cái này nè. Thì rồng quay không nó. Mà nếu mà 10 triệu thì sao mấy em nhỏ nuôi chơi nổi anh? Thì có những con rẻ em, những con có mấy trăm ngàn, 500 ngàn, tại cái dòng này dòng mọc cao. Mọc cao hả? Vậy anh cho con mọc thường đi để em giới thiệu đến cả nhà, ví dụ mọc thường. Mọc thường, ok. Ừ, hôm nay là em lên đây em chỉ quay câu chơi thôi nha chứ em không phải okay. Quay quảng cáo đâu nha cả nhà, nên đừng nghĩ em quay quảng cáo. Bữa cũng bị chửi vụ đó. Nói không quay quảng cáo đâu mà chiếu nó không phải em không có quay quảng cáo đâu. Con này á là thí dụ như tại cái này nó cũng gen quý nhưng mà những cái màu những con khác á cái màu giống vậy chỉ khoảng 500-600 ngàn thôi. Mà cái này nó có hai cái gen ẩn á. Đây là baby hả? Ờ zero với lại con whitlit cho nên nó mắc. Nên anh làm giống để anh phối ra những con mắc tiền như con trắng. Ủa anh bỏ vô cái lồng ấp nhiệt độ vô luôn hả? Đây mình ấp chuyên nghiệp mà mình chơi chuyên nghiệp nè. Có nhiệt độ trong chuồng nè. Có nhiệt độ luôn cả nhà. Cái lồng ấp này là ảnh làm mà có nhiệt độ rồi có nút bật đèn rồi luôn. Không, mà chuồng này là mình có bán, cái này là bộ tự động nhiệt tự động. Ví dụ cao quá nó sẽ tắt. Thì anh chị em nào mà nuôi sinh sản có coi trên cái kênh YouTube của Bình Cao á thì cái lồng ấp này á báo cái giá là nó khoảng bao nhiêu tiền à, thì luôn cái bộ cảm ứng này là 950. Ủa sao rẻ vậy? À. Không em nói hết nguyên cái lồng ấp một ô như này là nhiêu tiền? Một cái chuồng này là kích thước là 80-40 á. Là khoảng bao nhiêu anh? 950 ngàn. 950 ngàn. Chứ anh bán rẻ quá vậy, anh bán mắc mắc lên chứ anh bán rẻ quá vậy. Thì bây giờ mình phải hạ xuống thì anh em mới có điều kiện ta vô ta chơi bet. Ok anh, trời ơi hôm nay
Vui quá. Chống nước rồi luôn. Chống nước rồi luôn. À, nước vô không xin nhê luôn. Cái này nó là format, nó rất là nhẹ, có 6.5 kg à. Dạ. Nên mấy bạn. Rồi hồi nãy cho mấy con này là anh chị em mua là cho mấy bé ở nhà chơi được nha, xong đấy. Mình nuôi lớp. Mình nuôi bao nhiêu lâu thì mới bự được vậy anh? À, 8 tháng. Đây mình cho ăn là xe này là bây giờ mình nuôi nó cũng đã kỹ rồi. Mình phơm nó đầy đủ nhiệt độ được chơi. Không nuôi khi nào mới bự như em hồi nãy đó. 8 tháng. 8 tháng hả? Ừ, nè. Ủa cả nhà coi nào bắt đầu ăn nè. Trời đi săn đã chưa? Đang dán Lubia con á. Đó, giống là mình ăn cho nó dinh dưỡng, nó để nó thúc sai cho nó lẹ các bạn. Thích quá cả nhà ơi. Những em như vậy là 1.000.000 một con hả? Đâu có, mấy con này anh làm giống, tại vì nó có hai cái gen ẩn á để tạo con mắc tiền, tạo con được không có bán mà giá cao em. Bán giá cao hả? Ừ, con này anh bán tới 2 triệu lận, nhưng mà cái màu giống vậy á, nhưng mà không có gen ẩn á thì anh bán có 500.000 à. Ok anh. Rồi nếu mà cái này ai hiểu thì chơi nha. Tin tưởng Bình Cao và tin tưởng anh Hoàng thì mình chơi con cái mọt này. Chứ nó có gen ẩn. Với nó bình thường thì nhiều anh chị em coi trong video cái nói ủa cái màu này màu bình thường mà đúng tại rồi. Sao cái giá cao như vậy là mình phải hiểu được nó phải có cái nguồn gen. Nguồn gen nhẫn để tạo rồi. Con mắc tiền. Ok, còn xuống đây. Ý em thấy mấy em này đỏ quá. Thôi anh cứ ngưng cái cho ăn lại đi, em coi mấy con đỏ này cái. Con đỏ này là con lút. Cái màu này thì hiện tại là Việt Nam mình đang hot em. Trời ơi, đỏ đẹp quá. Ừ, đỏ đậm luôn. Thì bắt ra được không anh? Được, nó hiền mà. Vậy hả? Đây là cái này nó lột da nè. Dòng này lột da ha. Lột da nó mới lớn được đó. Quá đã dạ, luôn lột. Đang lột da nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Dòng này là dòng có lột da nha. Cái lột. Thí dụ mình ngồi mình buồn buồn á, hỏi sao mình đang stress á. Cái lúc nó lột da mình ngồi mình gỡ như nè, mình cũng giảm được stress lắm á nha. Đẹp quá. Cái một này thì giá nó thành nó bao nhiêu tiền hả anh Hoàng? Con này đó anh mua mắc em. Con này mua 30 mấy triệu, giờ nó cũng rẻ xuống còn 20 mấy à. Cái gì 30 mấy triệu à? Kinh khủng vậy. Tại con giống mà, mình nhập về để mình sinh sản ra. Đó các bạn thấy không? Anh Hoàng là người mà đi mà tiên phong mà để mua cái con này về nhân giống đó, nên cái số tiền anh bỏ ra nó rất là cao. Mà khi mà bán lại cái con, những cái con đó mình phải bán, mình cố gắng, mình phải lấy thu hồi vốn anh ơi. Thu hồi là hy vọng là đủ quầy vốn thôi. Đủ quầy vốn rồi ha. Có cái nguồn gen để cho anh em ở Việt Nam mình nó mua cái giá lại rẻ anh em chơi tiếp. Con này anh có muốn bán không? Không, hiện tại là chuẩn bị lên trứng anh không dám bán. Chuẩn bị lên trứng hả? Ừ. Bây giờ nếu mà anh mua 30 mấy nè, ai mà coi trên cái kênh của anh chị em nào á, mà coi trên kênh của Bình Cao mà hiểu về con rồng này á, muốn mua á, anh chia lại luôn, lúc đó báo giá vô thẳng vấn đề luôn đi, cho anh lấy vốn đi. Lấy vốn gì ông nội, tôi không, ra không bán luôn hả? Để con đực nó, người ta mua một cặp, nếu người ta nuôi một cặp rất là thốn. Anh có con đực, anh bởi bữa mới đầu tư được 70 mấy triệu. Trời, cho xem được 70 mấy triệu đi. À, rồi. Cả nhà ở trên đây nóng quá cả nhà ơi, bóng đèn quá trời luôn. Nhưng mà theo Bình được biết á, là mình nuôi bò sát á, nhiệt độ phải cao như vậy á, thì nó tiêu quá mới tốt. Con bò sát nó mới lớn nhanh. Nó như nó hồng hồi nó. Đây. Con này nó là Dark Lut á, cái màu nó tối, nó tối con đó ra nó mới đẹp được. Dark Lut hả? Trong cái Dark là nó mắc nhất. Anh thấy nó có đỏ không anh cameraman? Nếu mà em thấy mọi người thấy có đỏ được không ta? Nó đỏ nhưng mà nó lại đỏ đen nha cả nhà. Đen. Đỏ đen á, đó. Cả nhà thấy không? Cái con này á thì anh nói để mà về anh quá mê luôn cả nhà ơi. Mua anh mê mà anh mua 70 mấy triệu, thật sự là bây giờ thì là quá mê. Bây giờ nó rẻ, cái giá được đau xuống rồi, nhưng mà cái số tiền bỏ ra để nhập con giống anh chơi khủng quá, thật sự mua trước Tết á, quá đam mê luôn thì mua trước Tết. Giờ xuống rồi. Ủa mà sao mấy tháng mà xuống này hả anh? Tại Trung Quốc nó đẩy em. Trung Quốc hả? Nó đạp giá hả? Ừ, nó đạp, tự nó đạp mình đẹp quá cả nhà ơi. Những con này thích quá, mua chạy lớn á, mua những anh chị em nào mà thích cái dòng độc lạ vậy thì liên hệ cho anh Hoàng nha. Ok anh. Rồi anh còn con nào nữa không? Giới thiệu cho em những cái dòng độc rồi ngoài độc rồng Úc. Rồi đây. Cái gì nữa? Luton. Luton là gì? Đây, thằng lằn lưỡi xanh. Thằng lằn lưỡi xanh hả? Đúng rồi. Giống như con rắn mối vậy các bạn. Rắn không anh? Không. Không là không biết á. Không là không biết. Nè cả nhà nhìn vô đó thấy không? Nó rất là bóng nha. Giống như là con rắn mối vậy, nhưng mà con rắn mối của mình nó rất là nhỏ. Nhát. Còn ở đây nó nhát nữa. Còn cái con này to, size này massage cho anh. Rồi em, cái này xanh sẵn luôn. Con này cũng đực. Lưỡi xanh là nó thè lưỡi ra, đó cả nhà thấy. Đó lưỡi màu xanh. Thè lưỡi ra lưỡi xanh đó, thè cái lưỡi. Nó có cái bộ tập rồi, nó cái nhịp nhảy nó sẽ thè cái lưỡi ra. Cái lưỡi nó sơn màu xanh để bắt giống cái giọng của con này. Của con này. Thì cái này mình sinh sản được Việt Nam chưa? Chưa, con này đẻ con rất là mình Việt Nam mình cũng không biết tại sao anh nuôi mấy lần rồi cũng phối mà không thấy đẻ. Chưa ra. Đẻ con. Ừ. Trời cả nhà có ai thấy cái con này chưa? Chắc nhiều người Bình cũng Cao cũng chưa có thấy. Đây là lần đầu tiên mới thấy được cái con này. Thì cả nhà ai mà chưa thấy con này thì bình luận bên dưới mình xem nha. Con này rất là hay nha. Thế giới cho chơi nhiều. Chơi nhiều. Cái giá thành nó bao nhiêu anh? Cái con này thì cái dòng nó dòng thường nhất là nó rẻ có mấy triệu bạc à. Mấy triệu mà. Trời rẻ mấy triệu bạc là nói em không có tiền mua. Làm YouTube khổ cũng chết luôn đi nuôi chó không có tiền mua con này mấy triệu.
Đi nhà anh Hoàng tặng cho con mấy triệu. Nói anh Hoàng tặng cho lá hồi tặng cho con mấy triệu. Còn con nào nữa anh Hoàng? Đây, hamster. Chuột hamster hả? Ừ, này chơi vui thôi. Đúng như cái sở thú luôn mà hamster hình như nó qua cái thời điểm của nó đúng không anh Hoàng? Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn hay, mình thấy vẫn thích. Ngày xưa hamster á, ngày xưa hamster á là rất là hot nha, lúc mà mới về Việt Nam rất là hot nha. Ô em này mắt đẹp quá. Mắt đỏ. Mắt đỏ ha, chuột hamster. Mình chơi dòng Winter Wild và mày hiền nhất. Các bạn muốn chơi hamster nên chơi Winter Wild và bia thôi nha, đừng chơi Campbell hoặc là sóc hoặc là robo thì nó dễ. Mấy này những em nhỏ chơi vẫn ok đúng không? Đúng đâu có cắn rẻ, người. Rẻ mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn con. Rồi ok, vậy hamster để. Thì hamster thì chắc cả nhà biết nhiều rồi. Ừ. Thôi bây giờ mình qua cái món mới nữa. Chuột đuôi mập. Chuột đuôi mập. Đây. Chuột sa mạc. Chuột sa mạc cho nhà biết sao chuột đuôi mập là cái đuôi mập ú nè cả nhà. Đó. Nuôi cái đuôi mập ú nè. Nuôi sạch lắm, con này 3 tháng không thay chuồng cũng không sao, nó sạch. À sạch sẽ. Ừ. Ý có con này nó nằm ngủ rồi lật ngửa rồi luôn kìa. Thì nó ngủ nó vậy đó. Cho con đực nó ngủ lật ngửa nó ngủ rồi, thấy dễ thương ghê không? Đó. Đó. Trời nó ngủ lật ngửa lên. Đó là về Việt Nam là 2 triệu mấy một cặp, bây giờ rẻ còn mấy trăm ngàn. À cái này gọi là gặm nhấm. Bây giờ mình qua bò sát thì em thấy có con chăn đâu bự lắm nè. Con này gì? Con chăn nó giữ em đừng chơi. Con này rét tay beo dữ hả? Thôi con này nè, con này mới hay nè. Wow, con đó mới hay hả? Đây là đố các bạn thấy gì không? Đâu thấy cái gì đâu đúng không? À. Đây mình bắt lên mới thấy được chứ. Đây, cá cát. Cá cát á hả? Đúng rồi. Nó phóng sao anh? Đó, em thấy rờ nó sao? Như rắn mối vậy. Đúng rồi, cái mỏ nó kìa, em coi cái mỏ nó kìa. Nhọn quắc. À cái mỏ dạng mắt nhọn quắc nhìn giống như là con cá sấu vậy ha. Đó. Nhìn cái mũi khoan vậy, nó khoan như cát. Mũi khoan khoan xuống, cá cát. Lẹ quá ha, như vậy thì rất là lẹ. Hồi nãy các bạn coi chăn cát rồi, giờ coi cá cát. Con này là bỏ xuống cái là mất tiêu liền các bạn. Đó, wow. Này, mất tiêu luôn. Ủa vậy nuôi con này sao coi, sao chơi? Thì thôi khi nào nó ăn mồi nó sẽ lên nó ăn. Nó lên ăn hả? Ăn xong à, nó cũng lặn. Thú vị nha, như cho mấy bạn nào mà thích cái sự mà ẩn nấp của mấy con thú đó thì hãy nuôi cái con cá cát anh. Đúng rồi, cái là sa mạc. Còn đây nữa là thằng lằn mông cổ nữa nè. Thằng lằn mông cổ. Đó. Đúng luôn phải không? Bởi vì mình giới thiệu cho nhà là cái sở thú mà ảnh đầy đủ đồ chơi, mở ra được không anh? Được, thằng lằn mông cổ này thì nó sống bầy đàn được, mà nó nhát. Nhát. Đẹp quá anh ha. Thằng lằn mông cổ. Con báo vậy, đốm 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 đen đẹp. Mình cứ set up chuồng như thế này đúng không? Sa mạc nóng là được rồi, nó chịu nóng. Chịu nóng, càng nóng càng tốt. Đúng rồi, dê nền cát. Cái chuồng này 3 tháng, không thàn lần nó cũng không sao, cũng wow. Sạch, nó có mùi. Không, tính ra anh nuôi vậy thời gian mình mới có thời gian mình chăm những con cát ha. Với lại đây có một con cá cát khổng lồ. Đù, cá cát khổng lồ. Con Việt Nam này chưa có đem về, anh em chưa đem về tại vì nó mê quá, thực sự anh Hoàng anh mê quá, anh mới sưu tầm những con. Các bạn nãy con cá cát. Trời ơi. Là... không có tuổi con này đâu à. Con này là to nhất rồi, dòng cá cát nó là ca. Trời con này to quá cả nhà ơi. Đẹp quá. Việt Nam thì không ai chơi. Tại mình mê mình mua mê, thôi. Ảnh mê quá, anh mua thôi chứ thực sự hả? Bán không được. Bán con này bán giờ mới bán sao mà giá thành rất là cao nữa. Mua cũng cao. Mua cũng cao nữa, bây giờ sao mà đó nên chơi cũng chán nữa, cho nên cũng khó. Chừng nào mới làm thịt được như mấy con dông cát. Hả? Giờ bữa đây là xin có sóc bay. Sóc bay Úc hả? Đúng rồi, sóc bay Úc thì anh chơi dòng cao hơn, dòng Lucy hay dòng trắng. Lucy màu trắng phải không? Đúng rồi. Đâu cho cả nhà coi cái con sóc bay Úc. Hiện tại thì nó ngủ anh sẽ hơi giữ, buổi sáng anh sẽ giữ. Đó cả nhà thấy không? Anh cứ quay vô thôi chứ bây giờ mình không có đụng vô. Tại cái dòng sóc này thì nó cũng không lành tính được, phải thuần. Thì sóc nó thời gian chơi phải nhiều. Đó, đó, nó khè đó. Đây là cái màu trắng nha. Màu này gọi màu gì anh? Lucy. Lucy là màu trắng ha. Rồi, cũng màu trắng nhưng mắt đỏ, nó gọi là albino, mắt hấp. Albino, có em trên đây ngủ dễ thương lắm nè. Đó. Toàn bộ chơi Lucy thôi. Đó, em nó ngủ dễ thương nha. Sáng rồi nó trời nhét. Ơi cưng ghê. Thôi để đừng làm phiền nữa. Thôi mình ngưng làm phiền mấy em ngủ đi. Dòng ếch Bouguette. Dòng này ếch luôn. Sống hoàn toàn dưới nước các bạn. Đây các bạn coi nè. Đó, đút ngang luôn, rất là tương tác, rất là tốt. Ếch này tụi thế giới nó khoái lắm các bạn, tại vì tụi nó ghẹo nó kêu ếch ếch vui lắm. Ếch mà nó da nó láng mịn quá anh ha. Ừ. Để mình cho các bạn coi. Nè, mình cầm thử đi. Cái mặt nó rất là ngu à. Ừ, mặt nó hài ghê. Cả nhà. Cái mặt rất là hài cả nhà. Con này massage nó cũng nhỏ. Ủa con này nó cắn hả? Ôi nó cắn rồi em nở lại. Ôi. Ôi. Dữ lắm. Dữ. Đó ăn kìa. Ăn rất là ngon dễ. Ghê không? Ờ, rồi. Thôi ghê quá em không ăn đâu. Ô, anh biết mà anh còn nói vậy chết em luôn. Rồi qua con khác đi anh ơi, con này ghê quá em sợ mấy ếch quá. Có... ôi trời con rùa cá sấu á nhà ơi. Rùa cá sấu. Phải dạ. Thiệt luôn, hôm nay em nói thiệt em vô cầm nhà đi, anh em vô đi. Dẫn chương trình luôn. Em quất luôn, đây. Đúng rồi. Má nó táp tay em là chết. Biết cầm không đó? Được không? Vậy phải không?
Vậy hay vậy? Không không, đúng rồi. Bởi tích thôi, bởi tích thôi, đừng cầm đầu đó. Phải không? Ừ. Đúng rồi. Các bạn sẽ thấy bình cao bị ngồi cắn. Ôi! Con này cắn cái vết cắn sai này là cắn. Ô ghê quá, em sợ quá. Ngang bùn đó. Ê, đúng rồi, nó quay cái đầu được không anh? Quay được chứ, cầm cái đuôi thôi. Ghê quá. Cái này 4kg. Chụp hình em với cái tấm này coi. Này tay đỏ hả anh? Tay đỏ thường của anh bạn anh cho mình nuôi thôi, nuôi kỷ niệm. Trời, nhà đó nhiều rồi mà anh còn nuôi cho nữa. Với cái thảo cầm viên như anh cũng thiệt luôn á. Dễ thương quá. Ai gỡ cái anh nuôi ha, cũng tình cảm quá ha. Tình cảm á. Đây rùa tay đỏ. Cái này dòng thường thôi, mình không dám thả ra ngoài thiên nhiên các bạn, nó đẻ là bậy bạ nữa mệt. Đúng rồi, nó đẻ. Cho nên là mình chơi phải ý thức. Mình okay. Chơi là phải ý thức. Ok anh. Này là con tắc kè hoa. Thôi vô này nó chuồng bự quá, chúng ta khó quay qua đây nè. Qua đây như vậy. Đây là con tắc kè hoa. Đây là tắc kè hoa nha cả nhà. Bắt được không anh? Được. Nhưng mà hạn chế thôi em. Hạn chế gì nó giữ không thích. Không phải nó không thích, nó dễ stress. Nó dễ stress. Nó không phải cầm chơi được, nó chỉ ngắm thôi. Dòng này chỉ để ngắm thôi chứ không phải cầm chơi dập mỗi ngày. Đây để ngắm thôi cả nhà. Cả nhà thấy nhìn trên những cái phim á, kinh phim ở nước ngoài á, thế giới động vật á, mình thấy cái con này thì bây giờ sẽ thấy trên cái kênh YouTube của Chạy Chó Bình Cao. Ngoài những cái kênh mà về đó, về bò sát. Đây là tắc kè hoa nha. Nó ăn, khi nó ăn nó sẽ le cái lưỡi ra. Thôi mình cho vô để dễ bị xì chết lắm. Nó ăn nó sẽ thục nó cái lưỡi để bắt con mồi phải không anh? Đúng rồi, thục cái lưỡi bắn. Bắt để bắt con mồi nhìn coi rất là đã ha. Thì cái này chỉ chơi thi hướng đẹp thôi. Đẹp thôi chứ không có chơi được với mấy em. Tại mấy em dễ xì chết. Thì xì chết rồi nó khó chịu lắm. Đó, các bạn thấy nó khó chịu. Nếu mà nó xì chết á là coi như là vô thành quay luôn. Đây có, cũng đây là một dòng tắc kè hoa nhưng mà có. Đây các bạn, ba sừng. Trời, nó có ba cái sừng luôn đó nha. Cũng là tắc kè hoa mắt nó xoay 360 độ. Rất là đẹp luôn ha. Đó, camera man quay sát vô luôn. Trời ơi, có ba cái sừng luôn. Chắc nhiều người trên YouTube chưa có thấy được đâu ha. Chưa, hồi nào giờ chưa thấy cái con này đâu. Đó. Cầm đi. Đó, chưa ai thấy đâu. Ba cái sừng này cả nhà thấy không? Ba cái sừng. Rồi, thôi mình cho vô. Rồi, bỏ vô đi em. Đây em chở vô. Rồi. Ồ, có ốc mượn hồn nữa nè. Ừ. Ốc mượn trời hồn. Trời cả nhà ơi. Có ốc mượn hồn nữa. Cái này mới VIP. Mình nói cho anh chị em nghe, con ốc mượn hồn bự quá anh ơi. Ừ, cầm đi. Cái nhà nhìn nè. Cái bàn tay của mình nè, con ốc mượn hồn hồi nãy giờ cả nhà thấy ốc mượn hồn bự gì chưa? Nếu mà có ốc mượn hồn bự như vậy thì như thế nào hả anh Hoàng? Con này sống mười mấy năm á em mới được bự vậy đó. Mười mấy năm cả nhà ơi. Trời ơi. Chỉ thường mà bằng cái bằng ngốc gạo rồi đúng không? Trời, dưới đây có em gùa nữa nè. Ủa, mua gạo đủ. Cái sở thú luôn. Hồi nào giờ cả nhà có thấy con ốc buồn hồn không? Chắc nhiều người hả cũng chưa có thấy được con ốc buồn hồn mà to vậy ha. Đây là cái ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Dầu nhỏ Bình Cao vậy hay mua mấy ốc buồn hồn nhỏ nha. Về chơi mà chơi vài bữa nó chết rồi. Mà sao anh nuôi sao nó sống mà nó bự khổng lồ. Trời, mấy con này sống lâu lắm rồi anh Hoàng ha. À, mười mấy năm á em, mấy bạn nói á, chứ anh thì mười mấy năm hả? Vậy là anh cũng mới mua đây hả? Mới mua à, mua lại thôi chứ làm sao sao nuôi nổi. Nè, cả nhà thấy cái bàn tay của mình không? Con ốc bượn hồn, tại vì đúng rồi, con ốc bượn hồn nó rất là chậm. Mà để to như cái size này đúng là bây giờ rất là hiếm rồi ha, bây giờ kiếm chắc Sài Gòn nhập. Rồi nhập em. Rồi nhập hết. Nhập Indo chứ mấy Việt Nam mình. Indo hả? Bự quá cả nhà. Nó chỉ thua cua dừa thôi, cua dừa 2kg. Trời. Ghê quá. Thua cua dừa thôi. Đây con này kẹp cũng rớt ngón tay đúng không? Rớt ngón tay á. Đây anh chụp cho em tấm hình với cái này đây. Đó, chụp sát vô. Chụp em máy thôi. Trời ơi, đẹp quá. Hôm nay là em lấy ra khỏi cái vỏ rồi cả nhà. À, mấy con này nó hiếm cả nhà, mình thấy hiếm lắm. To lắm rồi, cái size nó rất là to, to như bàn tay. Nuôi mấy này sướng quá ha. Dạ. Ok anh. Con này mà kẹp một cái cho thấu xương ha. Thấu xương. Thôi điểm nhấn thiệt hôm nay là chắc là cái em đó luôn á. Rất là khủng, em ốc mượn hồn. Đây là cái lầu thứ tư thứ năm gì mình không nhớ nữa nhưng mà cao quá rồi. Bây giờ cái này là trên đây là cái gì anh Hoàng? À, khu nuôi tầm bậy bạ em ơi. Bậy bạ. Khu nuôi bậy bạ. Gì mỗi đó. Trời ơi, nuôi quá trời luôn. Đây là dòng ếch cây, lưu chi ếch cây, lưu màu lưu nó sẽ mắc các bạn. Wow. Ê, con ếch này em thấy trên thế giới động vật nhiều lắm nè. À, con này nó có độc không anh? Không, không có độc. Độc là mũi tên độc. Trời ơi. Con này nó có độc, nó hiền lắm, cute. Con này là sai sinh sản rồi đó. Màu xanh dễ thương quá ha. Con này con đực nè các bạn. Cắn không anh? Không. Cái da nó hơi dễ bị tổn thương. Ừ, không, cái da nó ớn quá, cái da đụng vô nó mịn quá. Đó. Các bạn coi nè, đây là nó giấu đây nữa nè. Giấu đây ha. Set up hồ rồi nuôi vậy ha, nuôi cũng dễ mà, cái dòng này nuôi dễ không anh? Dễ, nuôi chủ yếu là ẩm là được em. Có cây để cho trốn lên vậy đó. Trời ơi, em ếch này nhìn dễ thương quá, như là con ếch Batman vậy cả nhà.
Nhìn nó có giác, giác bám, giác là giác bám. Mặt mam thì ông có giác bám. Này đây là nó leo lên cây, nó nằm mà. Ít cây mà. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, kinh quá. Mắc không anh? Những con này mắc không? À, con này thì mắc. Mắc hả? Một cặp nó 7 triệu á. Trời ơi, mắc nhiều con ếch mà một cặp 7 triệu thì sao mình dám sinh sản. Xe sinh sản hả? Ừ. Không biết sao làm mấy con này nó chơi ra. Còn ê, trong đây là con Red Tick Echo. Các bạn đâu thấy gì đúng không? Không anh. Đâu? Đây. Ủa sao nhỏ xíu hả? Này còn nhỏ em, nó bự lắm, bự gấp đôi con này mới trưởng thành. Này cái size nhỏ. Giống như con thằng lằn vậy anh. Ừ, nó là thằng lằn nhưng mà nó giác bám. Con này của nước ngoài nó chơi thay đủ mọt luôn. Yeah. Tụi Mỹ với tụi châu Âu chơi này nhiều. Rất hiếm nha cả nhà, phải nói là hôm nay. Mới hiếm, con này là phổ biến rồi. Phổ biến hả? Nước thế giới tại vì nó sống lạnh á. Như ai coi kênh YouTube của em nên mọi người mới thấy được là cái những cái con này. Đây, có nhiều lúc đây. Mình chưa thấy nữa đâu có biết cái dòng này dòng gì đâu. Hiếm. Đó bên đó là gì nữa anh? Đây các bạn đâu thấy đâu đúng không? À núp ở đây nè. Đó. Cũng là dòng tắc kè qua, con này là Valley Chelamon. Tắc kè qua luôn nha. Đó. Này chung. To dòng quá. Này dễ nuôi nhất. Con này to quá ha. Ừ, to. Sinh sản được không anh? Con này tuổi sinh sản rồi. Tuổi sinh sản rồi ha. Dòng đó thì phải nhiêu tiền con anh? Con này tại con này nó là gen nó khá đặc biệt. Nó là gen Generation, nó sẽ màu nó đậm hơn cái con bình thường. Nhưng mà giá giá thì nhiêu? Con này là lúc trước anh mua là 6 triệu á. Trời ơi, đụng đến là tiền triệu không cả nhà ơi. Thì đúng giờ... rồi. Vậy là anh thương chó không nội ơi, chó trăm mấy triệu. Ơi chó rồi trăm mấy triệu, bảy ba không có gì ta chạy hết. Bây giờ vô đây nữa hả? Còn trời đây. Ơi, có gà nữa nè. Cút, cút. Cút hả? Ờ, cút mà đẻ luôn nội ơi. Cút đẻ luôn. Đó, cút đẻ trứng luôn, ngay cút trắng hả? Cút trắng. Ý có mấy con mập mập như hà mã vậy anh? Ừ, con đó là con này bò gì cứng không lông, gọi là hà mã. Bò không lông hả? Hà mã mini. Đúng rồi. Em sợ được không? Được. Nhìn thấy cưng quá, ngồi xuống. Wow. Hà mã mini. Lấy ở dưới gì hả? Dạ. Em nào hiền á? Không, tụi nó hiền nó không cắn em. Vậy lạ hả? Nó cũng cắn, nó nhát nó chặt. Nhát thôi hả? Ừ. Ô em là bạch tạng nè, albino. Cắn rửa ngón tay. Gì? Con này nó có chùm lông mắc cười lắm ha. Ai dạ. Từ. Đó. Này mắc sai rồi đó, chín mấy à? Đây cả nhà. Nó có chùm râu hà mã mini. Không mà nhìn giống như hà mã ha. Có chùm lai giống như chùm con dê gì. Này thì nó ăn thực vật không à. Vậy hả? Dễ nuôi. Vậy phải tắm rửa đâu ha, chứ phải tắm rửa được không? Nó nóng quá, mấy này nóng á. À nóng quá nó sừng sừng nổi nè ha, giống như viêm da cơ địa vậy á mà. Để đó. Đó. Tắm thì nó hết. Trời ơi cưng quá. Em hà mã này thì giờ có bán ra thị trường không anh? Thì anh bán Barbie thôi, không ít lắm em. Ít lắm hả? Bữa anh bẻ được hai con mà mấy bạn năn nỉ quá anh chia luôn rồi. Trời ơi cưng quá cả nhà. Đây là cái dòng hà mã mini có ai thấy chưa ta? Đấy chưa thấy đâu ha. Còn nếu mà muốn mà tìm mua cái dòng này á thì anh chị em hãy liên hệ trực tiếp cho anh Hoàng nha. Cái dòng này rất là cưng nha. Hà mã mini mập ú ú luôn. Con này chịu nóng. Chịu nóng hả? Ừ chịu nóng. Đó nhìn đây nó nóng mà. Ờ em thấy có cái màu nâu nâu nữa kìa. Con nó mới giống hà mã nè. Đó anh cameraman chiếu vô đây nè. Đó, con đó mới lắm, nguyên con hà mã luôn cả nhà ơi. Rồi đúng là đơn cái. Đúng là cái nhà của anh Hoàng là nguyên cái sở thú. Nè, này giống con cũng là giống hà mã bò sữa à. Luôn nè. Bò sữa luôn đó, màu bò sữa luôn. Bò sữa luôn á. Em mà gặp bò sữa này quái lắm. Tại vì bình ga làm cặp. À, nè có một cây đen thui lùi luôn kìa. Trời ơi, hà mã, chụp em tấm hình hà mã coi. Rồi, đây là dòng ếch khổng lồ. Ếch khổng lồ nó thuộc dạng là dòng ếch lớn nhất thế giới. Nó mắc xài nó có thể ăn đạt tới mức độ là 2kg một con. Wow trời ơi. Đây. Này là mày còn gọi là chưa đạt hết. Ồ con hết. Con hết cả nhà ơi. 2kg nhưng mà con này nó mới còn nhỏ thôi. Con hết kinh khủng quá. Cả nhà coi nắm tay bình cao nè. Ghê chưa? Đây là hai em Bullfrog cũng là thuộc dạng size to rồi cả nhà. Nhưng mà anh Hoàng anh nói còn to hơn nữa là to mấy ký anh Hoàng? 2kg. 2kg. Ờ bạn anh năm mấy năm trước rồi 27 có nhập về con. Con này chừng nửa ký vậy, 2kg à. Bự gấp 4 lần vậy. Hai tay luôn. 2kg là cầm hai tay luôn cả nhà ơi. Ghê lắm con nó khủng hoảng lắm mà nó. Ôi cặp mắt đẹp quá ha. À. Con này làm thịt ăn ngon lắm anh Hoàng ha. Ngon. Nhiều thịt lắm cả nhà. Con này là mình bán cho hàng Dương Quán đó. Dễ hả? Hàng Dương Quán dở hoài nó bậy nó bạ chết luôn. Hàng Dương Quán. Gọi là hai con. Ếch đại gia, chỉ có dành cho đại gia ăn thôi. Ghê vậy. Ủa một con như vậy thì cái giá thành là bao nhiêu tiền anh Hoàng? 2 triệu em. 2 triệu hả? À, gọi là ếch đại gia đó. Rồi, dễ thương lắm cả nhà. Ai mà muốn mua ếch đặc man mà những em size to như vậy nè, liên hệ cho anh Hoàng nha. Cưng quá. Ê, để bỏ qua đây hả? Ủa vô là quýnh lộn hả anh? Không lộn. Ở chung được hả? Hai con đực em. À. Này hai con đực. Ok anh. Quá trời ếch đặc man luôn. Anh nuôi đủ. Chuột này là chuột không lông. Chuột không lông. Ủa cả nhà thấy chuột không lông chưa? Màu lu. Màu blue.
chuột không lông, nhưng mà mốt lớn sẽ rụng hết lông. Lubi à, lớn lên nó sẽ rụng hết lông. Thôi con chuột em không dám đụng đâu, em sợ chuột thật sự. Đó, em, lắm. Đẻ ra. Em sợ chuột lắm. Tại xưa nhà em á, em nuôi mấy con chuột đẻ ra để mà bán nè, nên em sợ chuột lắm. Ừ, có bọt má này nè. Ồ, biết luôn ta. Có bọt má thôi, bắt con bớt cú này về được không? Con này còn non quá trời, tơ quá trời tơ. Non gì, nuôi 4 năm rồi không kẹ. Tơ, ngon lành, hình nhỏ, không có to. Có chim cút nữa nha, ai mà nuôi cút mà cút chiên bơ nha, có bán luôn nha, liên cút hệ. Chiên bơ liên hệ cho anh Hoàng luôn. Ồ, cút này không phải cút bình thường nha. Cút này là cút bạch tạng, cút trắng nha. Rồi ok, còn gì nữa anh Hoàng? Còn, còn buồn tắm chưa quay không? Buồn tắm chưa quay, ok mình đi xuống dưới. Trời cả nhà ơi, mình đi hết 5-6 lầu nhà ảnh mình mệt quá. Thật sự đó, hồi nãy như khúc đầu mình giới thiệu á, nhà ảnh nhỏ lắm, nhà ảnh có 400-500 m² mà nên đâm ra đi không mệt, đi mỏi mệt lên trên đầu. Đề nghị lần sau gắn thang máy cả nhà. Nhà cái gì nuôi thú quá trời, tính ra cái bộ sưu tập thú của ảnh á, gộm lại nó rất là nhiều tiền. Nhưng mà do ảnh mê quá, ảnh sưu tập nó không phải chỉ 1-2 bữa cả nhà, mà ảnh sưu tập rất là nhiều năm rồi. Nó sưu tập có thể như là anh chơi này chắc bao nhiêu năm mình qua anh Hoàng? À, anh chơi đầu lần đầu tiên là anh chơi 2008 xong rồi tới 2010 anh nghỉ chơi 2015 chơi lại tới giờ. Là ảnh chơi tính ra là mười mấy năm rồi cả nhà. Nên đâm ra nó mới tích góp được cái bộ sưu tập nó khủng đến như vậy. Và nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu mà mua những cái con mà bò sát như thì như trên á thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Hoàng. Mình sẽ để số điện thoại của anh Hoàng lên trên màn hình, nãy giờ cũng nói nhiều rồi, thực sự không có quảng cáo nhưng mà có số điện thoại. Thì hôm nay cũng cảm ơn Hoàng rất là nhiều đã cho chạy chỗ Bình Cao. À, cho Bình Cao đến để mà quay cái những cái con bò sát như vậy. Thực sự á, Bình đến hôm nay á, là nhiều anh chị em nói sao cái kênh mình là về chó, nhưng mà Bình tới là chủ yếu mình quay mấy em Chihuahua. Nhưng mà lên Chihuahua thì mấy em Chihuahua sủa quá thì sợ làm phiền đến mọi người, thì sẵn có đó cái mình bắt qua mình quay mấy cái em bò sát luôn đó. Nên để cho mọi người cũng được biết cái kênh YouTube của anh Hoàng. Anh Hoàng có kênh YouTube là... Đúng rồi, kênh YouTube là Mr. Bet nha cả nhà. Đó là kênh YouTube của anh Hoàng. Thì thôi bây giờ kết thúc cái video tại đây, nó rất là dài rồi. Cảm ơn anh Hoàng đã cho em cái ngày hôm nay mà đến đi tham mà tham quan. Biết nhau lâu bây giờ mới tham quan đúng không? Thì biết nhau lâu mới tham quan. Ai mà coi YouTube tôi chắc còi cười té luôn á. Tại vì sao? Là anh em tụi tôi gặp nhau hoài rồi mà biết nhau lâu hôm nay mới tham quan. Là mình quay lên cho cả nhà xem thôi. Đó. Thực sự cái buổi này ngày hôm nay là đi buổi sáng, từ sáng đến giờ rồi quay rất là nhiều. Mà lên cái video thì cả nhà tưởng đâu là ít nhưng không phải đâu, là do thời gian quay từ sáng giờ đó. Tôi đi từ sáng giờ cũng mệt rồi. Thôi kết thúc video tại đây được rồi. Xin chào cả nhà. Nếu thấy video hay thì hãy khoan chưa chào chưa gì chào. Chưa chết cốt cuối. Nếu mà thấy video hay hãy chia sẻ cũng như là bấm nút đăng ký kênh Chạy Chó Bình Cao. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em những video tiếp theo. Yeah.